Hả? Cái gì đây? Hội thi ngọn đèn Florence, được giao lưu học hỏi, nâng cao kiến thức về rèn luyện các kỹ năng. Tổng giải thưởng lên đến hơn 10 triệu. Tham lam. Ê, Ngọc Thủy. Ok, thì tao có một thử thách dành cho mày. Bây giờ mày chọn hai chục hay là phần quà bí mật? Hai chục. Nhưng mà tiếc quá, tao không có hai chục. Mày cầm đỡ phần quà bí mật. Hả? Sao mới đầu không nói vậy đó? Cái gì vậy bà nội? Chúc mừng mày đã trở thành thành viên của nhóm tao. Bây giờ đi tìm người lấy xe thôi. Đi. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Chơi trò chơi. Cái gì nữa đây? Quay cái gì được cái đó. Ủa trời ơi. Hả? Rồi, quay gì được đó. Ok. Ok, vậy là còn một người cuối cùng nữa. Ôi dài ôi. Kim Hương, giờ mày còn nhiêu trong túi? Còn 2 triệu. Giờ tao cho một cơ hội biến 20 thành 2 triệu. Tao chịu không?